Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV. Vậy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây diễn viên Quốc Trường đăng tải hình ảnh cùng với caption đầy mùi thính thì ngay lập tức cả Miu và Bảo Anh đã có những comment gây chú ý, từng vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên vì nhà đi con. Thế nên việc hai mỹ nhân không hẹn mà gặp trong phần bình luận khiến fan rần rần. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Với thành công của bộ phim Về Nhà Đi Con, danh tiếng Quốc Trường lên như diều gặp gió. Không chỉ được biết đến với tài năng duyệt xuất, Quốc Trường còn khiến nhiều người choáng ngợp khi ở tuổi 32 đã sở hữu chuỗi cửa hàng từ Bắc vào Nam. Anh trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Thời gian qua, nam diễn viên liên tục dính tin đồn hẹn hò với không ít người đẹp showbiz và thu hút sự quan tâm. Hai mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất bên cạnh cái tên Quốc Trường là Bảo Anh và Miu. Mới đây, khi Quốc Trường thả thính sương sương trên mạng xã hội thì bất ngờ cả Miu và Bảo Anh đều tham gia bình luận. Việc hai mỹ nhân không hẹn mà gặp trong một bài viết của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú. Cụ thể, Quốc Trường đăng ảnh ngồi trên chiếc xế hộp cùng caption mùi mẫn. Em thích mạo hiểm không? Đưa cuộc đời em cho anh, đặt bên ghế còn lại và để anh chèo lái nó nhé. Ngay lập tức Miu bình luận, anh chắc chứ? Quốc Trường liền trả lời, em là người ngồi và chụp cho anh mà còn hỏi. Sau đó nam diễn viên tiếp tục thả thính hot girl xinh đẹp. Biết em thích sách nên nhà anh có cả thư viện. Việc hai mỹ nhân showbiz tình cờ comment trong một bài viết của Vũ Sở Khanh khiến khán giả rần rần và liên tục đẩy thuyền cho đôi bên. Với Quốc Trường và Miu, thời gian gần đây cả hai liên tục bị soi ra bằng chứng hẹn hò. Cặp diễn viên thường xuyên tụ tập bạn bè và đi ăn cùng nhau. Quốc Trường thừa nhận Miu từng là mẫu người yêu của anh khi sở hữu nét đẹp mong manh, thanh tú. Tuy nhiên, anh cho biết cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Trong khi đó, Quốc Trường và Bảo Anh biết nhau từ khi cả hai mới bước chân vào nghệ thuật. Nam diễn viên 8X tiết lộ từng yêu thầm giọng ca Ai Cần Ai khi cả hai đóng chung phim Nhà Có Năm Nàng Tiên. Lúc ấy, Quốc Trường không dám thể hiện tình cảm vì bản thân chưa có chỗ đứng trong nghề, cuộc sống còn khó khăn. Cũng như với Miu, Quốc Trường cho biết giữa anh và giọng ca Anh Muốn Em Sống Sao hiện chỉ là bạn bè. Mới đây, trước tình hình dịch bệnh, nam diễn viên chia sẻ, dịch cũng làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, nhưng tôi chưa bao giờ mất ngủ và lang tăng vì điều đó. Đọc sách nhiều, tôi thấy rằng điều đó ắt phải đến và chắc chắn phải đi. Mình bình thản đón nhận và trong những tiêu cực đó có những tia sáng tích cực. Tôi nhìn vào tích cực để tìm giải pháp và làm bản thân lạc quan hơn. Thiên nhiên, quy luật vũ trụ đều có chu kỳ cân bằng. Nếu chúng ta có đủ tinh thần để vượt qua những khó khăn đó, thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, chống chọi lại những biến cố sau này. Tôi nhìn vào cái tích cực đó khi đọc nhiều sách. Quốc Trường cho biết, là một người làm kinh doanh, diễn viên Quốc Trường chia sẻ, anh có đọc sách về kinh doanh nhưng không nhiều bằng các lĩnh vực khác. Bởi theo anh, trong kinh doanh, sự trải nghiệm phải va vấp quý báu hơn nhiều. Những thể loại Quốc Trường thích đọc nhất là về tâm linh, khoa học vũ trụ, nhân vật, lịch sử loài người hoặc lịch sử của từng nước. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.